chiều 9 tháng 11, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kim người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã nắm được thông tin báo chí phản ánh việc Thượng tá Thái Đình Hoài, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bị tố dùng bằng trung học phổ thông giả để tiến thân. Theo tướng Sô, hiện tại, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị liên quan như Công an tỉnh Lai Châu, Cục tổ chức cán bộ, tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin này lãnh đạo văn phòng Bộ Công an cho hay, khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí. Trước đó, theo phản ánh của báo Nè, Thượng tá Thái Định Hoài sinh năm 1976, quê quán Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Khi đang học lớp 7 ở xã Thịnh Thành, người này bị trâu quốc trọng thương, phải nghỉ học giữa chừng. Ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, ông Hoài vào miền Nam sinh sống. Đến năm 1995, ông Hoài trở về quê, nhờ một người bạn tìm người bán học bạ và bằng trung học phổ thông, sau đó tẩy xóa tên người bán, rồi ghi tên mình vào học bạ và bằng trung học phổ thông mới mua. Năm 1996, với học bạ và bằng trung học phổ thông giả, anh Hoài xin đi nghĩa vụ vào ngành công an tại tỉnh Lai Châu cũ. Năm 2004, Tỉnh Lai Châu chia tách thành hai tỉnh Lai Châu Điện Biên, ông Hoài được điều động lên công tác tại công an tỉnh Lai Châu. Giới học bà và bằng trung học phổ thông giả, ông Hoài tiếp tục được đi học tại trường Đại học Cảnh sát. Sau đó, ông được quy hoạch và bổ nhiệm phó trưởng phòng, trưởng phòng 3, được tổ chức cử đi học cao cấp lý luận chính trị, được quy hoạch vào chức danh phó giám đốc công an tỉnh Lai Châu. Cũng theo nguồn này dẫn thông tin từ lãnh đạo công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị có kết quả việc xác minh bằng trung học phổ thông của Thượng tá Thái Đình Hoài. Qua xác minh, kết quả cho thấy, bằng trung học phổ thông của Thượng tá Hoài là bằng giả, vị này mua bằng xong về tẩy xóa đề tên mình vào, vị lãnh đạo công an tỉnh Lai Châu nói trên nè. Theo lãnh đạo công an tỉnh Lai Châu, đơn vị đình chỉ công tác đối với trưởng phòng ba khoảng hơn 10 ngày nay để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, do Thượng tá Thái Đình Hòa là cấp trưởng phòng cảnh sát kinh tế tỉnh nằm ngoài thẩm quyền xử lý của Ban giám đốc công an tỉnh Lai Châu, nên đơn vị báo cáo lên Bộ Công an để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, thông tin trên e cho hay, công an tỉnh đề xuất bộ công an biện pháp xử lý với thượng tá Thái Đình Hòa là miễn nhiệm hết tất cả các chức vụ, buộc thôi diệt, cho ra khỏi ngành.